Cổ động viên Đông Nam Á gân cổ nói điều này sau khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Kuwait ở giải U23 châu Á. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, sau quãng thời gian ảm đạm của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chusie, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang kỳ vọng vào sự thay đổi của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Hoàng Anh Tuấn, người kế nhiệm huấn luyện viên Chusie có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Ông cũng sở hữu trong tay lưới cầu thủ kết hợp giữa thời nhà cầm quân người Pháp và các học trò cùng ông thi đấu ở những giải quốc tế trước đó. Thành tích nổi bật nhất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các đội trẻ Việt Nam chính là việc đưa đội U20 Việt Nam góp mặt tại đấu trường World Cup U20 danh giá năm 2017. Lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của một giải đấu tầm cỡ thế giới, rất nhiều học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi đó đã trưởng thành vượt bậc và trở thành nòng cốt trong màu áo đội tuyển quốc gia sau này như Quang Hải, Hoàng Đức hay Đoàn Văn Hậu. Mới nhất hồi năm ngoái, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tới chức vô địch Đông Nam Á và cùng đội tuyển U20 Việt Nam trình diễn lối chơi khoáng đạt ở vòng chung kết U20 châu Á. Những trận thắng trước các đối thủ rất mạnh như U20 Australia, Qatar đã chứng minh điều này. Kể từ đó đến nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được xem như người mát tay khi dẫn dắt các đội bóng trẻ của Việt Nam. Và trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Việt Nam đã phải chạm trán U23 Kuwait, đại diện đến từ vùng vịnh khá bí ẩn và đầy bất ngờ. Ngay thời điểm đầu trận đấu, U23 Việt Nam nhanh chóng thiệt quân sau khi Đình Bắc chấn thương và rời sân chỉ sau khoảng 10 phút bắt đầu trận đấu. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn làm chủ thế trận, tấn công mạch lạc trước U23 Kuwait. Bước ngoặt đến ở phút 31, Ebrahim Kamel của U23 Kuwait phạm lỗi thô bạo với Khuất Văn Khang và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lợi thế hơn người giúp cho đội bóng áo trắng tấn công sắc sảo hơn. Phút 45-2, Văn Tùng dứt điểm tinh tế để mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Thế nhưng liền sau đó, phút 45-3, Ngọc Thắng phạm lỗi với cầu thủ của U23 Kuwait trong vòng cấm. Liền lúc U23 Việt Nam phải chịu quả penalty, còn Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhờ vậy, Salman Al-Awahi gỡ hòa cho U23 Kuwait trên chấm phạt đền, hiệp 1 khép lại với quá nhiều điểm nhấn. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung Bùi Vĩ Hào thay Nguyên Hoàng và quyết định này đem lại hiệu quả tối đa. Chỉ sau 57 giây xuất hiện ở trên sân, Vĩ Hào đã tận dụng sai lầm của thủ môn bên phía U23 Kuwait, giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Trong một ngày thi đấu chói sáng, Vĩ Hào lập cú đúp ở phút 76. Nhờ vậy, U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trong ngày ra quân tại giải U23 châu Á 2024. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải bài viết về chiến thắng của tuyển Việt Nam, trong đó có ASEAN Football, một fanpage uy tín ở khu vực Đông Nam Á. Dưới phần bình luận đã có rất nhiều ý kiến từ các cổ động viên khu vực Đông Nam Á. Chúng ta hãy cùng xem họ đã nói gì các bạn nhé. Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là nhiều đường truyền hỏng. Tuy nhiên các bạn đã làm rất tốt trong ngày hôm nay, gửi lời chúc mừng từ Myanmar. Ngón tay cay của fan Việt tái xuất sau thời gian dài trốn trong hàng. Tại sao mỗi lần thắng các bạn luôn giễu cợt Indonesia dù đối thủ của bạn đang đối đầu là Kuwait? Indonesia dù có nhập tịch nhiều cầu thủ Hà Lan, nhưng chúng tôi chiến đấu bằng tâm thế của người Indonesia chứ không phải những người Hà Lan bay. Xin chúc mừng Việt Nam chơi game rất hay. Các bạn đã có nhiều thay đổi mới dưới thời vị huấn luyện viên này. Chúc cho các bạn sẽ tiến xa tại giải đấu này, gửi lời chúc từ Lào. Thái Lan chúng tôi đã gọi và Việt Nam đã trả lời, tuyệt vời Đông Nam Á, làm tốt lắm anh bạn Việt Nam. Chúc các bạn sẽ tiến sâu hơn nữa như cách các bạn đã làm ở Thường Châu năm đó. Làm tốt lắm Việt Nam, lời chúc từ Malaysia, các bạn đã trở lại và hãy làm rạng rỡ bóng đá Đông Nam Á. Ở Đông Nam Á chúng ta là đối thủ, nhưng ở giải đấu này chúng ta cùng một bên, cố lên Việt Nam. Thái Lan đang cổ vũ cho Việt Nam và sẽ cổ vũ cho Việt Nam. Chúng ta xứng đáng cùng nhau đi tiếp vào vòng tiếp theo. Đông Nam Á sẽ là một thế lực mới ở khu vực châu Á. Chúc mừng Việt Nam. Như tôi đã nói trước đây, với một huấn luyện viên nổi tiếng theo phong cách bóng đá Việt Nam, Việt Nam có thể thi đấu tốt hơn Indonesia. Cố lên, những chàng trai Đông Nam Á, chúng tôi cổ vũ các bạn, lời chúc từ Campuchia. Rất vui khi thấy những người bạn có kết quả tốt, lời chúc tốt đẹp nhất từ người hàng xóm Thái Lan, cùng nhau phát triển và cùng nhau tiến lên. Tôi sẽ cổ vũ các bạn như cách tôi cổ vũ đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Hãy cùng nắm tay nhau và tiến về phía trước nhé, các chàng trai Đông Nam Á. Yêu các bạn từ tình yêu Thái Lan.
Coef thực sự là đội yếu ở Ả Rập, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi Việt Nam có thể giành chiến thắng. Hãy chờ họ thể hiện ở những vòng đấu tiếp theo. Xin chúc mừng Việt Nam từ Kubu Kilan. Các bạn đã chiến đấu như cách để xin lỗi người hâm mộ vì những điều không tốt đẹp trước đó. Tinh thần là thứ các cầu thủ khác phải học hỏi, rất tốt và chúc mừng. Xin chúc mừng các bạn từ Cộng hòa, Endapad. Làm tốt lắm và trò chơi hay, các bạn đã trở lại như thời huấn luyện viên huyền thoại của Việt Nam. Hy vọng Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Chúng ta là những người bạn Đông Nam Á. Tiến lên nào các chàng trai của chúng ta. Tôi muốn Đông Nam Á tiến lên chứ không phải là đấu đá và tranh luận. Cố lên! Tuy chiến thắng nhưng cầu thủ Việt Nam quá non nớt nếu so sánh với Thái Lan và Indonesia. Dù sao cũng xin chúc mừng các bạn sự trở lại đáng mong đợi từ những người hàng xóm tốt bụng. Good job Việt Nam, hãy làm cho bóng đá ASEAN tự hào. Hãy ủng hộ bạn bè của bạn, gửi lời chúc từ Indonesia. Chúc mừng những người bạn Việt Nam đến từ Thái Lan cho thấy sức mạnh của bóng đá ASEAN không còn yếu kém. Khuyến khích tất cả các đội từ ASEAN, tôi sẽ cổ vũ Việt Nam như cách tôi cổ vũ cho mọi đội bóng ASEAN ở giải quốc tế. Cố lên Việt Nam! Việt Nam và Thái Lan thật tuyệt vời, sử dụng các cầu thủ địa phương, không cần phải sử dụng cầu thủ nhập tịch. Các bạn đang chứng minh rằng người Đông Nam Á luôn là những người tuyệt vời. Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng Đông Nam Á! Vâng, đó là một vài bình luận trong số hơn 1.500 bình luận từ cư dân mạng Đông Nam Á sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Coef. Tuy nhiên, họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra thất vọng, cho biết: "Tôi chỉ hài lòng về kết quả. Ở hiệp 1, các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện hết những gì tốt nhất và khiến trận đấu diễn biến theo chiều hướng khó khăn. Điển hình nhất là tấm thẻ đỏ và phút bù giờ hiệp 1 thể hiện sự căng cứng tâm lý. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các cầu thủ là hãy quên trận đấu này đi, đối phương không có gì đặc biệt. Vấn đề là U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có. Hiệp 2, khi những sự căng thẳng trôi qua, các cầu thủ đã chơi chủ động hơn, gần đúng với thực lực. Đó cũng là lúc chúng tôi mạo hiểm với các phương án thay người. Bùi Vĩ Hào có tố chất xử lý tốt những pha dứt điểm và cuối cùng đã có 2 bàn thắng. Khi được hỏi về những sự thay đổi của U23 Việt Nam so với thời huấn luyện viên Philippe Chusie, ông Tuấn nêu quan điểm: "Chiến thắng hôm nay là sự chênh lệch giữa hai đội, tôi tiếp nhận đội hơn 10 ngày nên thay đổi là rất khó. Có lẽ từ đây đến cuối giải, sự thay đổi của U23 Việt Nam sẽ rõ ràng hơn, tôi không thể nói thay đổi như thế nào được." Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ chối nói sâu về những bước chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4. Ông nói ngắn gọn: "Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi xin từ chối nói sâu về sự chuẩn bị vì có nhiều phần thuộc về chuyên môn. Trận đấu với U23 Malaysia sẽ quyết định lớn đến khả năng vào tứ kết của U23 Việt Nam và tất nhiên chúng tôi cần một kết quả tốt nhất." Đó là ý kiến đến từ vị huấn luyện viên của tuyển U23 Việt Nam. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ gì về trận đấu này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé! Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!